Bạn ơi, hôm nay mình đi ô tô dân đó, mình sẽ mua một cái những cái gì mà lợi về nhớt mình thay hôm nay cho bạn, rồi mình chỉ cho bạn cách sao mua những loại nào mà nhớt tốt, những filter nào giá cả phải chăng nha bạn, thì bạn đi dành tiền nha. Nhiều lúc bạn đi vô chỗ khác, vô hãng nó sai bạn rất là nhiều tiền, do đó bằng khi bạn đi ra bạn mua những cái gì mình biết thì mình chỉ cho bạn để bạn đi dành tiền nha. Đầu tiên là mình mua cái oil filter trước. Oil filter mình phải nói cái model mình số mấy nha bạn, thì xe bạn là hiệu gì, đời nào, thì họ vô bấm họ sẽ đưa cái filter cho bạn, rồi bạn về tự đem ta ra ngoài thay nha. Mình chỉ cần khuyên bạn ra ngoài thay thì nó lấy giá không có mắc đâu, nhưng nếu bạn đi dành tiền cũng được rất nhiều tiền cho bạn nha. Hôm nay mình sẽ chỉ dẫn bạn từng kẻ từng ly từng tiếng nha bạn ha. Mình đã đi mua cái filter cái chỗ mà Optizen đó bạn, thì các bạn đi mua ở đâu cũng được hết, mình chỉ bạn. Đầu tiên là bạn thay cái nhớt xe bạn để dành tiền đó nha, thì rất là để dành tiền rất là nhiều. Thì bạn ra Optizen thì bạn nói là tôi muốn mua cái filter. Cái oil filter với air filter nó khác nhau nha bạn. Air filter là nghĩa là cái lọc của cái máy, vô cái máy cho nó mát, cái máy nó không có dơ trong cái máy. Còn cái oil filter là cái lấy lọc cái nhớt nha bạn. Lúc mình bạn lầm á, cái oil filter với air filter nó khác nhau hai cái đó. Thì oil filter là nó lọc những cái chất trong nhớt, những cái chất cặn bã trong nhớt ra, thì là oil filter. Thì bạn phải đầu tiên là bạn họ nói nó là cái model của chiếc xe bằng đầu nào. Giả sử chiếc xe của mình là chiếc Toyota Tundra đi, thì nó là đời 2010 mấy, thì bạn nói đúng cái model của nó. Giả sử bạn cái chiếc Toyota không rồi 215 thì model hiệu gì là Tundra, hoặc là bạn sẽ có là nó nói bạn là VA right, là tám mấy, hoặc là bạn có cái số của nó là bao nhiêu, cái mã lực của nó, thì bạn nói là cái mã lực nào là 400, là giá xe Toyota này là 460, là 570, nó hai loại, thì bạn nói cái model nào thì nó sẽ lấy đúng cái filter cho bạn nha. Thì ở bạn chiếc xe Honda Camry đi, thì hiệu nào, đời nào, đi cái hiệu số mấy, thì bạn nói rõ cái xe bạn ra nhân bạn, thì nó 10.000 mao, nó đề chứ 10.000 mao, thì nó có loại 5.000 mao, 10.000 mao, thì khuyên mà lấy cái 10.000 mao đi nha. 10.000 mao nó để chỗ đây nè, 10.000 mao. Thứ nhất là cái 10.000 mao thì mình khuyên mà không bao giờ bạn tới 10.000 mao thì bạn mua một lần, bạn thay máy một lần. Mà mỗi lần bạn thay á, thì bạn nên bạn mua hai ba cái đi, bạn đi dành bằng bằng thay sao cô mất công khỏi bằng đi nha. Thì một cái này nó bán chừng cỡ 9 đồng mấy, chứ mà loại tốt nè, 9 đồng mấy, cái loại rẻ thì 4-5 đồng, thì mình khuyên bạn mua 9 đồng mấy đi. Thì cái này nó tốt lắm, nó gứa trong, không cần đi vô hãng, cho hãng nó bán có mấy chục đồng không đáng. Cái này cũng cũng rất rất tốt rồi nha bạn, rất là tốt. Thứ nhất cái gì là bạn mua nhớt, nhớt nào là tốt cho cái filter, nhớt cái nhớt loại nhớt này là rất tốt, là mobile này rất là tốt nha bạn. Thì nó đề là 10.000 mao, nó là mobile này nè, nó cho cái rotate cho 10.000 mao, 10.000 mao nha bạn. Nó là W file W30, tại dùng cho cái những chiếc xe hầu như là chiếc xe Honda, những loại nào dùng được hết các bạn. Nó rất là tốt, thì nó rất là good cho bạn tới 10.000 mao. Thì nó cái loại nó đều cái chữ đây, cái chữ đây bạn thấy là rất là quan trọng nha bạn. Thì nó dùng cho cái máy nó không có nóng nha bạn, thì nó tới 10.000 mao nha bạn ha. Cái chữ này nè bạn là 10.000 mao ha, nó rotate cho 10.000 mao, rất là tốt. Cái hiệu là synthetic, synthetic là cái chữ này, synthetic là nghĩa là nó làm cho rất là tốt cho máy nó chạy, nó không có bị nóng, nó giữ cái nhiệt độ cho cái máy nó không có nóng. Thứ hai là cái chất nhờn rất là tốt, chất nhờn là bạn chạy lâu nhưng cái máy rất là bền. Nhưng bạn cái nhớt rất là quan trọng, nhiều lúc bạn không biết đó, bạn chạy tới đúng 10.000 mao, nó nói 10.000 mao mình thay, nó để chứ 10.000 mao nè, nó rồi thấy cho 10 ten thao rằng mao, 10.000 mao đây. Thì bạn không nên chờ tới tới 10.000 mao, mà khi bạn thay nhớt xe thì bạn chỉ cần nói là người ta set up cho bạn tới 7.000 mao được rồi, 7.000 mao là tốt nhất, đừng có tới 10.000, 7.000 mao thôi. Thì bắt đầu cái máy bạn nó nổi lên thì bạn đi mua tiếp tục bạn thay. Thì cái bình này là nó rất là bự nha bạn, nó rất là to bự, thì nó được dùng mà bạn mua bình bự nên nó rẻ tiền hơn. Bạn mua vô trong cái chỗ mà tất cả trong Walmart, Autozone, Walmart, những cái chỗ nào nó thì nó sale có hai mấy đồng cũng có nữa, thì nó xuống sale mấy đồng. Thì này bằng cái xe bằng mà tám máy á, thì bằng dùng hai bình nha bạn, tám máy dùng hai bình, còn một máy bốn máy thì bằng dùng cỡ một bình thôi, còn hoặc là một sáu máy thì hơn bình chút, bình rưỡi bình đó, tùy theo cái xe bằng lớn nhỏ. Thì bạn mua bắt xe đi dành rất tiền nhiều nha bạn, mình khuyên bạn làm là cái này để dành tiền rất là nhiều, để rất là nhiều tiền nha bạn. Rồi bạn vô trong hãng thì nó lấy giá rất là cao, nếu xe mà bạn tám mấy mà thay của bạn hết tất cả cũng 150, còn nếu bạn xe được đi ra mua ngoài chừng cả 40-50 bạc là xong, 40 bạc là 50 là bạn sẽ xong hoàn thành cái xe của bạn. Nhưng bạn mà bạn biết cái nhớt bạn tốt nữa, khi bạn mua là mình biết cái nhớt bạn là quá tốt đi,
bạn biết là không bao giờ bạn bị mistake gì hết. Chứ các bạn mua cái nhớt này là mobile này là rất là tốt, chạy rất là bền, máy rất là êm các bạn. Do đó khi bạn thay nhớt xe thì bạn rất là cẩn thận, khi cái nhớt mình rẻ tiền đó thì nó không work cho bạn đâu, nó để mấy ngàn mao rồi chừng đồng mấy một bình, mấy đó nó không có tốt. Bạn chạy cũng được nhưng cái máy bạn không có last long được nha, nó không last long. Cái máy, cái nhớt rất là quan trọng. Khi mà các bạn biết hả, khi bạn mà bạn bạn thay nhớt xe cái máy mà nhớt tốt á thì bạn chạy khác liền. Cái nhớt tốt chạy cái máy rất là bình đặc là êm, mà khi bạn đạp cái máy lên rất là mịn, khi bạn đạp nhẹ nó lên lẹ liền luôn, nó rất là êm cái máy. Còn nếu bạn thay cái nhớt nhớt mà đã tiền đó, khi mà bạn chạy bạn đạp đó, cái piston nó làm việc không được, nó làm rất là nặng và cái máy bạn nó không được bền lâu, nhân bạn nó không được bền lâu thì nó rất là dở. Nhân bạn khi mà tính từ đâu đó từ cái thằng này tới tới 8 tới 10 ngàn mao thì bằng từ 7 8 ngàn mao, 7 ngàn mao mình đi thay đi thì nó rất mang bằng tới 10 ngàn mao, nhưng mình khuyên bạn không đến 10 ngàn mao. Nếu bạn thay 10 ngàn mao thì cái máy nó không, cái nhớt nó không còn cái chất nhờn trong nó nữa thì nó làm cho giảm cái lượng máy rất là nhiều, cái máy rất là hại, nó đẩy rất là nặng và bạn tốn xăng nữa bạn biết không. Khi bạn thay nhớt tốt, bạn thử thay nhớt tốt ha, bạn ra bạn mua, bạn đi mua ở ngoài đó, vô bạn thay thôi, bạn mua ở ngoài bạn tự thay thì rất là dễ, bạn để dành tiền rất là nhiều. Nhưng cái xe bạn rất là tốt nha bạn. Đó, xe tận đốc bạn chạy tới 100 ngàn mao, xe bạn chưa có nhích nhích gì đâu, cái đúng cái tiêu chuẩn là bạn đi thay nhớt liền cho mình nhé. Giờ mình chuẩn bị mình đem cái xe mình ra ngoài mình thay thì tiền công nó lấy từ 15 đến 20 đồng thôi, 20 đô thì tùy theo cái xe lớn nhỏ của bạn nha bạn. Thì cái xe nhỏ thì nó lấy chừng 10, 10 đô 15 đô, còn xe lớn thì 20 thì nó cũng rẻ, nhưng mà rất là safety, bạn đừng làm nhà, mình khuyên đừng làm nhà, rất là nguy hiểm. Khi mình nâng cái xe lên thì mình lỡ cái xe nó sập xuống thì mình chắc là mình sẽ bị nguy hiểm cho mình nữa nha. Thì ra ngoài nó thay, thì bạn rảnh bạn ra ngoài thay nha bạn. Bạn nhớ mua cái nhớt này cho mình, nhớt bạn nhớt này rất là tốt, nhớt này mobile mobile rất là tốt nha bạn, nó chạy rất là bền, máy rất là êm. Khi bạn bỏ cái máy, cái nhớt này vô mình warranty bạn là nó rất là êm ái, bạn chạy không bao giờ cái máy nó ồn ào hết, mà bạn khi bạn đạp cái ga lên rất là nhẹ, lên rất là nhanh nha bạn, và xe bạn nó êm lắm, nó bền lắm, nó không có nóng cái máy. Do đó mình khuyên bạn đi ra ngoài mua cái nhớt này ha. Mua nhớt này bạn vô chỉ cần nói cái là người bán nhớt bạn là cái hiệu xe nào, đời nào, rồi xe bằng mấy máy, còn nếu bạn không có thì bạn sẽ đưa cái bảo hiểm xe cho nó đạp, nó coi cái tên xe của bạn đã biết xe bằng đời nào rồi nha. Nếu bạn không rành xe thì bạn lấy bằng ghi cái tên của cái xe của bạn, cái model xe của bạn trên cái bản bảo hiểm đó, bạn ghi vô tờ giấy đưa nó là biết bộ đồ chắc cú là cái xe của bạn rồi nha. Rồi nó bấm nó lấy cái filter đúng cho bạn luôn ha, cái đó bạn không có biết tích. Bạn nhớ mình thay nhớt này nha, mình xây được tiền rất là nhiều nha bạn ha. Hôm nay mình tới cái shop của bạn mình á, mình thay nhớt xe nha bạn. Thì mình thay nhớt này rồi, cái số này dữ lắm bạn. Mình thay nhớt xe cái thì trước mình cũng gần tới trên 5.000 mao rồi mình đi thay đó, thì cái nhớt này nó rất là tốt bạn ơi. Thì mình đã thử thay này nhiều lần, cái 5.000 mao mình thay lần thì nó rất là bền nha bạn ha. Thì cái shop của bạn mình nó nằm trên đường Buôn với gần đường Buôn đó bạn ha. Rất là uy tín bạn, mình làm đây rất là lâu. Đây mình tới mình thay nhớt xe bạn. Nhớt xe mình thì VA đó thì mình rất là thích, thì cái này rất là safety. Khi mình làm thay nhớt xe đó thì mình độ như thế này. Đó, độ nên ta để tới hãng tới đồ cái chỗ là nó thay nó nâng cao lên nó thay cho bạn ha. Đây có bốn cái độ nào đây. Cái độ này rất là chắc cho xe bạn. Bạn không có sợ nó sập xuống ha. Thì nó làm rất là tốt. Mình nâng xe lên mình thay nhớt, mình thay đầy đủ ha, thay filter luôn. Cái này nó cũng còn đỡ nó còn trong em. Anh này 5.000 mà ông thay lần đó. Nhớ đúng là xe nào lấy ra cũng vậy. Ok. Mình 5.000 mao thay là ok, cái năm mà là được hả? Thì nó để là 10.000 mao cho anh, đúng 5.000 mao anh thay thôi. Thì đúng 5.000 mao anh thay. Dạ anh làm quá kỹ đi, cái xe anh làm liên rồi anh bơm tùm lum hết trong này dở quá. Wow. Cảm ơn Bình nhiều lắm nha Bình. Không có gì đâu. Dạ, giúp cho nhiều quá, làm lên ốp tùm lum trong xe hết. Ok, giờ mình hạ xe xuống đó, mình bắt đầu mình cho đủ nhớt cho bạn. Thì mình thay nhớt cho đủ nhớt cái đi nha. Mình cho nhớt mình mở lên mình thay nhớt cái phần này ha. Dặn ta thay nhớt cho thay. Thì làm rất là kỹ ở này, anh làm rất là kỹ nha, rất là tốt. Anh làm rất là kỹ cái xe cho mình ha. Bây giờ mình đổi nhớt cho Pepper định giúp cho lên mở rồi link cho. Để đổi nhớt vậy thôi. Dạ. Mình làm quá kỹ đi. Không phải xe nào mình cũng làm rồi. Ừ, làm đã quá. Mình thích lắm. Dạ, làm bỏ thời gian nhiều quá. Trước hay sau. Dạ. Mình cũng làm đúng vậy cũng là tốt rồi. Làm thì quá quá giỏi rồi.
Hồi xưa biết anh mấy mình cũng có một bạn cũng tên Bình luôn, là một cái cũng mình biết rồi phải không anh Bình đó? Dạ à, có cũng, có cũng khơi rình cũng bà con với mình luôn. Ừ dạ, có lần em chạy xuống nhà anh nữa mà. Dạ ấy Bình, mình đi làm chìa khóa không? Chìa khóa xe này không có. Không mấy chìa khóa xe em giống như mình xe bị mất khi rồi mình có đồ xét lại rồi làm được hết. Ờ, có tùy chỉ mình có đi làm được chạy qua cũng được. Dạ cũng được. Giờ này đông anh vẫn ừ năm đuổi rồi xong rồi chạy thôi. Cái nhất này nó chạy cũng tốt của Bình ha, đúng ở Việt Nam mình thích Mobile One nhiều. Dạ yeah. Còn Bình vàng thường á là nó là pen oil. Ồ cái đó như mấy gần mau mình thay được ta, như ba cũng là synthetic 5.000 cũng được. Dạ yeah. Nó là cũng synthetic, con này cũng synthetic. Dạ yeah. Nhưng mà tùy hai hiệu khác nhau. Ồ ok. Rất là nhiều người thích Mobile One. Dạ. Thì mình đã đi Mobile One cũng lâu lắm rồi, đi cũng từ cũng lâu lắm mình thích. Hồi xưa mình thay nhớt, mình nhớt thùng phi với Bình. Ừ. Cho nó đổ vô cái chạy không được. Vậy hả? Ừ, rồi mình đi thay chỗ khác, cái đổ cái nhớt cái trong thùng phi mà để được cái rồi rẻ tiền á. Ừ. Rồi mình đạp xe không lên. Ồ. Mình đạp xe không lên, mình sợ quá mình quanh trở lại cái mình đi mua cái nhớt ngoài cho họ thay vô á. Ừ. Thì họ mình không biết, mình tới cái chỗ cái tiệm kia làm á. Cái này cũng 8. Gần hai Bình và Bình ha. Tám rưỡi đó. Dạ. Yeah. Nếu đổ đầy quá thì nó sao? Đầy quá nặng máy hả? Nặng máy đây đây. Dư. Dư chút đỉnh thì không sao, nhưng mà dư nhiều quá là nó máy nó chạy đổ nổi cái nhớt vô cái nồng á. Ồ. Nó chạy khói chung. Không có tốt cho nhớt xe hả? Ồ, nếu nhớt nhiều quá thì không có tốt thôi. Ừ. Yeah. Nếu mình nhớt nhiều quá không tốt. Ừ. Nếu khó thì không sao. Dạ. Yeah. Đớp bù lên cái là nó có sao. À ha. Nếu mà nó không lít thì mình không có cần làm gì đâu. Trừ khi nào thắng nó mòn, nhất thắng nó mới mất. Dạ, yeah. Mình vô thay nhất xe mà mình làm mình nhiều quá vậy, mất công không? Không, xe nào cũng vậy. Yeah. Em cho thấy xe mà em thay nước cũng thay tùm lum hết rồi. Nó, ôi giỏi, cực, hay quá. 10 chiếc như một. Trước mặt hay sau mặt khách cũng dạ dạ yeah, yeah. Quá tốt đi, mình tới mình là thay nhất xe mà anh thay nhất nước nhất kiến nhất học và chân luôn. Dạ anh châm thêm. Dạ anh châm thêm vô. Dạ châm thêm mà anh xiên quá, anh thấy dễ thương quá. Anh refill châm thêm nè. Dạ và chứ mình thường thường là mình họ không có làm đâu Bình ơi, mình tới thay nhất xe họ đâu có làm, mình cực dữ vậy. Mình làm quá nhiệt tình đi, quá nhiệt tình. Trước mặt anh đâu. Yeah. Nhưng mà cái yeah. Ai vô đây cũng được. Oh my god. Bây giờ ông bà xã em có thích ở đây lắm. Tức làm gì có tới đâu thay không à. Tay chất xe mà anh thay anh châm thêm tùm lum trong này hết nên rất là tốt và rất là nhiệt tình. Các yeah. Bạn ơi, mình đã hoàn thành cái xe, mình đã thay nhớt xe rồi nha bạn. Mà vô đây thay nhớt xe anh rất là tốt, anh thay luôn, anh đã refill những cái gì mình châm thêm đó, nhớ mình châm thêm cho mình kết mọi cái luôn bạn ơi, rất là tốt bạn. Ở đây có inspection xe luôn nha bạn. Ok, cảm ơn bạn, mình xin tạm dừng cái video này nha. Rồi mình đã xong hoàn thành cái xe, mình đã thay nhớt xe rồi, anh sẽ review những cái gì mình nhớt nhiều một số, nhưng mà những nhớt thì thiếu anh châm cho mình thêm, anh rất là tốt bạn ơi. Ok, bye bye bạn, ủng hộ video của mình nha, thank you bạn rất là nhiều, bye bye bạn.